Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao được tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện trong những năm gần đây đã giúp nông dân gia tăng thu nhập. Đây là bước chuyển mạnh mẽ trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đối với thị xã Sapa, địa phương có khí hậu đặc trưng phù hợp cho việc trồng rau hoa ôn đới. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô và đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ. Cách làm này đang giúp địa phương hướng đến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch nhằm tạo hiệu quả kinh tế kép trên cùng mục đích sử dụng đất. Theo tổng hợp từ Phòng Kinh tế thị xã Sapa, tính đến hết tháng 7 năm 2020, toàn thị xã có 337 hectare sản xuất công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao. Mặc dù chưa đạt so với mục tiêu đề ra, do khu nông nghiệp công nghệ cao quốc gia chưa đi vào hoạt động. Nhưng trên thực tế, diện tích sản xuất công nghệ cao của thị xã Sapa đạt giá trị thu nhập cao nhất tỉnh. Hiện thị xã Sapa có 4 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 355 hộ gia đình đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Doanh thu bình quân trên đơn vị canh tác đạt 1,4 tỷ đồng mỗi hecta trong một năm. Lợi nhuận bình quân đạt 520 triệu đồng. Cụ thể, diện tích hoa công nghệ cao là 195,3 hecta. Diện tích được canh tác theo hướng công nghệ cao là 63,5 hecta rau, 31 hecta chè, 12,2 hecta cây ăn quả, 50 hecta cây atiso và một số loại cây trồng khác. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định, bền vững cho các hộ dân. Đặc biệt, nhiều người dân tộc thiểu số tại địa phương đã mạnh dạn đầu tư trồng dược liệu theo hướng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới, cho thu nhập lên tới cả nửa tỷ đồng, đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức của người dân về phát triển nông nghiệp. Đường ngô tố lên lúa thì nếu mà đấy kiểu không năng suất như chỗ atiso thì nó năng suất hơn. Thì nó được nhiều hơn mà làm một năm lúa, nó chỉ có một vụ thôi, mình đấy làm một vụ atiso xong lại làm vụ rau nữa. Thì cho hai vụ, thêm một năm 30 triệu, nhiều tiền hơn nhiều. Nhưng mà mình đây là atiso này vác để mà đi làm lúa, làm ngô. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thị xã Sapa đang tập trung khai thác những thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành nông nghiệp và chính quyền thị xã đặc biệt quan tâm. Sapa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp với việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp ôn đới như các loại rau, hoa, dược liệu. Diện tích canh tác nông nghiệp công nghệ cao tập trung chủ yếu tại những nơi có thời tiết mát mẻ, độ ẩm không khí cao như khu vực trung tâm thị xã. Từ thực tế sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thị xã Sapa cho thấy, nhiều diện tích cho thu nhập rất cao. Sản xuất hoa lý doanh thu đạt đến 2,7 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 600 triệu đồng mỗi hecta trong một năm. Trồng rau bắp cải đạt doanh thu đến 600 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 280 triệu đồng mỗi hecta một năm khi nông dân thực hiện sản xuất hai vụ bắp cải. Đặc biệt, việc sản xuất cà chua của hợp tác xã Bảo Minh doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận đến 650 triệu đồng mỗi hecta canh tác trong một năm. Đầu tư vào cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ban đầu thì cái kinh phí ấy thì phải cũng khá cao so với cái sản xuất bình thường. Thường thường ví dụ để xây dựng một hát nhà này thì nó rơi vào khoảng độ 1 tỷ tư. Và cộng theo khi mà mình đã sản xuất nông nghiệp cao thì các cái chi phí đi cùng như là giống, phân và nhân công thì nó cũng sẽ tăng lên là khá là cao. Giá trị thu hoạch trung bình thì cà chua nó rơi vào khoảng hơn 1 tỷ một năm. Cộng thời gian cả trồng và thu hoạch nó rơi vào khoảng 6 tháng một năm. Thì sau đấy thì 6 tháng còn lại thì mình trồng các luân canh các cái trồng khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lâm Phong, một trong những doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để trồng nấm hương. Với gần 2 hecta, công ty đã xây dựng 17 nhà trồng nấm, 13 nhà ươm và 2 nhà cấy nhân giống. Đây là mô hình trồng nấm hương áp dụng quy trình công nghệ cao có quy mô lớn nhất tỉnh. Mỗi năm doanh nghiệp này sản xuất hơn 80 tấn nấm hương đã sấy khô, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đài Loan, lợi nhuận 5 tỷ đồng mỗi năm. Công ty cũng tạo việc làm ổn định cho khoảng 30 lao động tại Sapa. Để mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, công ty mong muốn có cơ chế chính sách về vốn, về tập trung đất, nâng sản lượng nấm khô hàng năm nhằm khai thác thêm thị trường nội tiêu. Nhà nước hỗ trợ một phần cái kinh phí về làm nhà xưởng rồi là đào tạo công nhân, hỗ trợ nguồn nhân lực. Tại vì thực ra nguồn nhân lực
để mà người ta tiếp thu được cái kỹ thuật ấy, thì là cũng phải đào tạo, cũng ở đây như người dân địa phương là đào tạo nó hơi lâu, theo cái đà phát triển sắp tới của đơn vị mình thì chưa đủ được, nên là đang tích cực tìm đất và để mở rộng thêm cái quy mô. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là rất lớn, nhưng để phát triển loại hình sản xuất này tại Sapa gặp không ít khó khăn. Địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, độ dốc lớn gây khó khăn cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Giao thông chưa thực sự thuận lợi, nên làm tăng chi phí đầu tư vận chuyển. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sapa hiện khoảng 7.000 ha, chiếm gần 9% diện tích đất tự nhiên. Trong đó có hơn 3.600 ha là ruộng bậc thang một vụ, còn lại chủ yếu là đất đồi, dốc, phù hợp với trồng ngô, rau, dược liệu, cây ăn quả. Do vậy, để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bên cạnh sản xuất trên diện tích đất tự nhiên, nhà đầu tư cần sản xuất trên giá thể để tận dụng diện tích núi đá, đất bạc màu. Chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao rất lớn, nên việc mở rộng gặp không ít khó khăn. Việc tập trung diện tích đất có quy mô đủ lớn để sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao còn gặp khó khăn do đất đai manh mún, người dân vẫn còn tư tưởng làm ăn nhỏ lẻ. Hầu hết các diện tích ruộng lúa bậc thang với các thửa nhỏ, khi doanh nghiệp đầu tư cần dồn điền đổi thửa, tạo mặt bằng lớn, trong khi nông dân cho thuê đất lại lo ngại vì khó xác định lại ranh giới đất đã cho thuê sau khi doanh nghiệp hoàn trả. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, trình độ quản lý, vận hành chuyên môn cao. Trong khi đó, các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thị xã còn khó khăn về nguồn lực tài chính đầu tư, kinh nghiệm tổ chức sản xuất. Ngoài ra, để sản xuất mang tính hàng hóa với diện tích đủ lớn là rất khó, bởi đất tại Sapa manh mún nhỏ lẻ và người dân lo ngại khi cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất. Gia đình anh Vàng A Cả ở thôn Suối Thầu, xã Tà Phìn muốn có thêm một luống đất để trồng hoa ly dịp Tết thì hiện phải nhặt đá, tạo mặt bằng cho luống, sau đó thêm đất để cây sinh trưởng. Mặc dù vất vả, nhưng theo anh, đó là cách duy nhất để những nông dân như anh tận dụng tối đa khí hậu của địa phương. Cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được sau gần 5 năm đi làm thuê chăm sóc hoa, thì nay anh sẽ tự trồng hoa để bán. Chỗ đất là bây giờ người ta xiết cái đá này xong là chở cái đá này ra ngoài đổ kề cái kia, xong là người ta lại có cái đất này là để vào đây là đổ vào là người ta là trồng hoa tiết. Riêng mấy khu này nhá, nhưng mà mình tính ra là làng hoa thì người ta phải làm được khoảng đủ hai vụ, nhưng mà mình làm lúa mình làm được một vụ thôi. Đấy, người ta bây giờ thu hoa xong là người ta trồng hoa ly, đến Tết là người ta lại có hoa bán, người ta lại tính ra được một vụ nữa. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thị xã Sapa đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đây là một trong những hướng sản xuất được Sapa đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Sapa được quy hoạch thành thị xã, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao sẽ được định hướng phát triển gắn với du lịch để khai thác tối đa thế mạnh về điều kiện tự nhiên. Những mô hình sản xuất nông nghiệp sẽ trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách, làm đa dạng sản phẩm du lịch của địa phương, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân từ sản xuất nông nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sapa nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu có đến trên 400 ha diện tích ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, thị xã Sapa cũng được quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia với quy mô 200 ha tại thôn Cửa Cải, xã Ngũ Chỉ Sơn và thôn Xéo Mỹ Tỷ, xã Tả Văn. Hai khu vực này mặc dù đã được phê duyệt quy hoạch tổng thể, nhưng chưa có kinh phí đầu tư hạ tầng như điện, giao thông, thủy lợi, giải phóng mặt bằng nên chưa mời gọi doanh nghiệp đầu tư cho sản xuất. Tỉnh có cơ chế hỗ trợ về cơ sở hạ tầng tại hai khu đó để thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư công nghệ cao vào hai khu vực, để mà các doanh nghiệp, các công ty để đầu tư vào thì cần có cơ sở hạ tầng, và cái nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng là nhu cầu là rất lớn. Để mà giữ chân được các cái doanh nghiệp, các cái hộ đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên các cái diện tích hiện tại đã đạt được, thì trong thời gian tới thì về phía phòng cũng sẽ tham mưu cho thị xã có các cái cơ chế chính sách, đặc biệt là về hỗ trợ về thủ tục về đất đai, giữ các cái doanh nghiệp mà đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong thời gian vừa qua. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lào Cai nói chung, thị xã Sapa nói riêng đang được thực hiện theo hướng sử dụng các giống có năng suất, chất lượng. Sản phẩm được canh tác trong hệ thống nhà lưới, nhà màng, cơ giới hóa khâu làm đất, tưới, chăm sóc, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt,
sử dụng công nghệ trong sơ chế bảo quản sau thu hoạch. Đây là điều kiện để tới đây, Lào Cai không chỉ khai thác lợi thế khí hậu để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà còn hướng đến việc sản xuất công nghệ cao để xuất khẩu và phát triển du lịch nông nghiệp. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.